Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn trong diễn đàn. Hôm nay là mình lại tiếp về vấn đề mà đất đai, mà những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước nó thường hay sử dụng các vấn đề mà tranh chấp đất đai ở trong nước, tạo thành một cái làn sóng gọi là dân quan. Mấy hôm nay mình nhậu tới khang tiết. Thì anh chị các bạn thấy đó, hôm qua mình nhờ đi họp lần đầu tiên mình về quê hương, mình đi họp tổ dân phố, thì ra đó mình mới thấy rất là thích thú. Nói về vấn đề tự do dân chủ ở Việt Nam thì tôi nói anh chị các bạn, thừa chứ không thiếu. Chỉ có những thành phần nó xuyên tạc chống phá đất nước, nó xúi dục những người dân trong nước nhẹ dạ cả tin, bất mãn chế độ, nó đưa ra những vấn đề tiêu cực, bất mãn chính quyền, bất mãn cái cơ chế. Nhưng mà thật sự chính quyền Việt Nam tôi thấy rằng luôn luôn tạo điều kiện cho người dân và gần gũi với người dân, để làm sao giải thích cho người dân trong cái tinh thần thượng tôn pháp luật. Các bạn thấy, nếu mà nói đến đất đai Việt Nam, ở Việt Nam á, họ xây những cái ngôi nhà như vậy nè chị các bạn, rất là dễ. Những nhà này gọi là nhà cấp 4, họ chỉ cần xin phép làm sao đó là họ ra họ cứ dỡ móng lên họ xây rồi. Ở bên Mỹ không có nha anh chị các bạn. Các bạn nên nhớ, bên Mỹ đó luật, các bạn mà muốn được xây được một cái nhà, dù đó nhà lớn hay nhà nhỏ cỡ nào, đổ móng nó gọi là stem wall, đổ móng là phải có inspector, là cái thằng của quận, nó ra nó chấm, nó coi cái móng có làm đúng theo cái tiêu chuẩn không trước khi nó cho đổ nền. Còn đất cũng vậy nữa, trước khi muốn xây đó là nó coi cái đất có đúng tiêu chuẩn mặt bằng, mặt biển, nó gọi là drainage, là nó có đúng theo cái tiêu chuẩn trước khi nó cho xây nền. Chứ tôi nói hơi lộn xộn chút, là các bạn biết là nó cho kỹ sư, là các bạn những cái đó là tốn kém, là mình phải trả rất là mất tiền chứ không rẻ đâu. Nó có thằng kỹ sư nó ra, nó sẽ đo, rồi nó bắt mình phải nâng nền lên trước khi mình đổ móng. Và mỗi lần mình làm như vậy đó là mình phải đóng giấy phép, xin giấy phép đó. Khi xây lên anh chị các bạn biết đó, cái thằng inspector là cái thằng đất nó thuộc về quận, cái nền, cái foundation, cái chỗ này là cái foundation, rồi ở dưới cái stem wall là các bạn biết những cái móng vàng theo cái nhà. Mỗi một qua như vậy đó là tụi inspector nó phải kiểm. Mà khi nó lên dắt rồi đó, nó gọi là cái frame, nó là cái frame, cái thằng inspector nó ra nó kiểm, nó kiểm coi nó làm cái vàng nhà có đúng không. Khi nó làm cái vàng nhà xong, mỗi cái vậy, nếu mình cái người mà thợ xây đó chỉ chật một chút thôi là chết với nó. Nó cảnh cáo 3 lần, lần thứ 3 là nó phạt. Rồi xây lên rồi nó mới vô điện nữa, gọi là electrical. Thì mỗi một cái electrical điện các bạn biết là nó phải có một cái đội ngũ, phải có giấy phép thành nghề. Tôi nói cho các bạn biết nha, ở bên Mỹ muốn xây một cái nhà đó là những người nhân công, những người mà thầu đó, nó gọi là contractor, nhận thầu nhận làm đó là phải có giấy phép thành nghề, license, anh mới được làm cái đó, chứ không phải anh làm tầm bậy mà có chuyện gì là mệt lắm. Nó rất là phiền phức, nó kiện thưa rồi đủ thứ. Các bạn thấy khi nó lên cái qua cái phần điện đó, thì nó có cái thằng về bên điện nó ra, nó đi dây, chứ không phải cái người nào cũng làm tùm lum ở đâu. Rồi xong rồi nó có mechanical á, gọi về bên điện lạnh, trong đó nó có exhaust system, là nó có những cái dàn thông hơi trong nhà luôn, như nhà máy giặt, máy sấy hay là nhà tắm, nhà bếp phải có những thông hơi. Mà khi thằng inspector nó ra kiểm mà không có là đừng có hòng mà nó cho qua. Còn tôi nói ngay cả vấn đề mà xếp dịch than, bên Việt Nam gọi là hố ga đó, không có đơn giản, nó cực kỳ còn khó hơn nữa. Nếu mà muốn lắp đặt hố ga còn phải xin cái giấy phép cho riêng nữa. Cái thằng chính phủ quận nó hành tội cái hố, bên Việt Nam gọi là hố ga, bên Mỹ nó gọi là septic tank. Các bạn biết khi nó lên tới nóc nhà đó, nóc nhà nó phần ở trên đó, nó gọi là cái roof. Thì nó cái roof nó có cái truss,
là những cái dàn kèo, những cái dàn kèo ở trên phải có kỹ sư bản vẽ riêng biệt ra hết. Hồi nãy tôi nói là từ phần, mà mỗi phần như vậy đó là phải được một cái bản vẽ, phải được mà bên bên quận quận hạt nó gọi là county á, nó phải chấp thuận thì anh mới được xây các cái nhà lên đấy các bạn biết. Bởi vì mỗi một cái nhà bên Mỹ mà nó được xây lên là cả một cái vấn đề, cả một cái quá trình. Còn ở Việt Nam tôi thấy dân mình á, họ qua họp thì những người mà bên tài nguyên môi trường người ta giải thích những khu dân cư tự phát như vậy nè, nó có rất nhiều hệ lụy. Tại vì đô thị mới thì dân mạnh ai họ thấy họ chiếm đất, tại đất đất nông nghiệp mà đất nông nghiệp ông dân mình ông mới phải ra ông phân lô, ông đi trước ông nhà nước không ông phân lô hạ tầng cơ sở mấy ông tự làm, mấy ông tự làm mấy ông xây lên rồi sau này nó xảy ra những cái hệ lụy ống cống đường mương và những cái đường thoát nước. Nó không có đội ngũ kỹ sư chuyên môn người ta bản vẽ bài bản để đặng đưa vào cái khu đô thị văn minh đấy. Thành ra trình bày thì các bạn thấy những cái ngôi nhà, những miếng đất mà những người mà họ không có làm chủ, không có sở hữu, không có chủ quyền, họ cấm xào. Và trong đây có một số những người con gia đình cụ quân nhân, cụ cán bộ hay là gia đình liệt sĩ, họ cũng nằm trong mất dạy cái đám chống cộng ở hải ngoại, cái đám mà ba sập á, và cái đám dân chủ cũi á, nó bị xúi dục bởi cái đám chống phá đất nước, chống phá Việt Nam ở hải ngoại, nó tiên triệt tập bậy tập bạ. Chàng ơi, họp á, nhiều người tôi ngồi tôi nghe rất là thú vị, rất là thú vị. Các bạn thấy Việt Nam thừa dân chủ anh chị ạ, cho nên tôi về như vậy tôi mới thấy cái sự dân chủ Việt Nam quá ư là đầy đủ. Các bạn thấy nè, tôi như tôi nói cái lô đất này nè, cái lô đất này bây giờ đã phân hết 10 lô rồi nha. Các bạn có biết bao nhiêu không? 650 triệu một lô, mà cái thằng chủ này chiều ngang 5 mét, chiều dài 13 mét, chiều vô sâu 13 mét. Tôi hỏi nó là 650 triệu, mà đất này là đất nông nghiệp đó, mà cái thằng chủ này các bạn nghĩ đi, nó phân 10 lô và nó bán, mà bây giờ bán hết 8 lô rồi, mà nó tự bươi đất lên, nó tự đổ cát về, ai hưởng? Dân hưởng. Các bạn thấy không? Lách ông nhà nước. Đâu mà có nói dễ không? Rồi những người mà khi mà họ ăn không được, họ không có giấy tờ để họ chứng minh đất này ngày xưa là của họ, thì họ bắt đầu là tranh chấp với ông nhà nước, rồi chạy ra rồi đòi đền bù thế này thế nọ. Các bạn thấy nó xảy ra rất là nhiều hệ lụy. Bởi tôi thấy nhà nước Việt Nam mình phải nói là quá giỏi, những người lãnh đạo họ tìm đủ mọi cách, họ hài hòa làm sao cho phù hợp với người dân. Nhiều khi các bạn thấy người dân họ bức xúc thì giải thích, tìm cách cho họ hiểu để đặng mà giúp họ có một cái cuộc sống mới. Các bạn thấy lô đất này, hàng chủ này vô mánh này, ngày xưa là chó ăn đá gà. Tôi hỏi nó mới hôm qua 650 triệu mà nó chỉ dùng 10 lô. Ngầu không? Ngầu thật. Tôi phải nói là ngầu. 10 lô thì các bạn nghĩ đi, 6 tỷ mấy. Mà trong khi đó ngày xưa mỗi một cái miếng đất này, tôi nói 5-10 năm về trước chừng vài trăm triệu một miếng mà. Mà các bạn thấy khủng khiếp không? Khủng khiếp. Đấy, đó là những cái khu này là đô thị nó người ta tự phát, cho nên nhà cửa thì cất không đồng bộ. Mạnh ai nấy dân họ cứ cất, rồi ống cống họ cất riết, họ lấn những cái đường mương đó anh chị ơi, họ lấn riết nó chặt hẹp lại. Rồi tình trạng mà khi mà xây dựng rồi mưa lũ nước đục nó không thoát hết kịp thì nó bị kẹt, thì bắt đầu nó xảy ra tình trạng gọi là lục, rồi nước thoát không kịp, rồi ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nữa, khủng khiếp không? Các bạn thấy đây là cái khu cũng nằm trong quy hoạch, nhưng mà nó không hoàn toàn quy hoạch hết. Các anh chị các bạn thấy đó, dân của mình mà đâu có dễ ăn đâu, để mình lên đây mình quay vô các bạn xem. Còn cái nhà trên này nè đó, bây giờ đó, đô thị Mỹ Tho giờ lên là đô thị L1 rồi,
là những cái vùng ven này ngoài đây nè, chưa các bạn bắt đầu mấy ông dân mình, mấy ông tranh thủ, mấy ông phải đi trước ông chính phủ. Tại vì mấy ông đi sau ông chính phủ, mấy ông biết, mấy ông mà đi sau mấy ông chính phủ, mấy ông chính phủ ông không cho phép. Tại vì mấy ông đi trước thì đặng mà có gì tôi cạnh xào rồi, giờ ông làm gì tôi, ông phải đền cho tôi. Giờ tôi cất cái nhà lên đó. Có nhiều người các bạn mới biết mà quy hoạch cái gì. Ràng ơi, họ dựng nhà tạm lên, họ dựng chuồng gà, chuồng heo, chuồng vịt, chuồng chó, chuồng mèo lên. Họ trồng cây bưởi, cây quýt, cây họ trồng tứ lung tung lên. Thằng cho không, nhà nước không đền. Đó, các bạn thấy không? Họ xây nhà như kiểu này. Bây giờ chính phủ muốn quy hoạch rất là khó, vừa tốn kém cho chính phủ mà lại căng với lại dân. Cho nên cái vấn đề dân quan ở Việt Nam, tôi nói chuyện hôm nay tôi khẳng định rằng Việt Nam không có dân quan. Mà nếu mà nói dân quan của Mỹ đó thì tôi chứng minh có. Nếu mà anh chị các bạn hiểu được mà đánh được cái chữ tôi nói eminent domain, tôi về tôi sẽ cho anh chị bạn những cái link eminent domain hàng Mỹ. Nó mà quy hoạch, nó lấy cả đại bác xuống, nó thục banh hết, lấy súng tiền nó đặt nổ banh. Có những người bên Mỹ các bạn biết, họ đi thừa kiện ông chính phủ Mỹ, cái vụ eminent domain đó, cái đó là cũng là dân quan bên Mỹ đó, họ đi kiện tụng ông chính phủ cái chục năm trời, mà mấy chục năm trời mới được đền bù. Chả hoang, thằng Mỹ nó chơi lực của nó chơi căng lắm. Đối với dân thường thì nó chơi, còn mấy thằng chính trị gia thì tụi nó nắm cán hết rồi. Các bạn biết cái tụi cái đường lối mà chính trị của hàng Mỹ. Nhiều khi tôi lên mạng tôi thấy một số anh chị em các bạn, ngay cả những cán bộ rồi, không có hiểu nắm rõ về vấn đề chính trị và tự do dân chủ kiểu Mỹ, chia sẻ về vấn đề mà bầu bán bên Mỹ. Tôi nói chị các bạn, thằng dân chủ, thằng tư bản, cái lá phiếu bầu cử của nó là sự giả tạo. Nó giả tạo. Cái dân chủ của nó cũng giả tạo vô cùng. Nó vô cùng giả tạo. Cái cuộc vận động bầu cử vừa qua, tôi nói anh chị không, nó đã thấy rõ ràng là nó không có gì dân gì cả. Nó mua phiếu, nó gian lận lá phiếu của những người dân cu đen, tôi nói dân lao động phổ thông, làm chết mẹ. Tôi thấy nhiều người nhận định về vấn đề dân chủ của Mỹ, cho rằng người tư bản là nó có một hệ thống dân chủ bầu cử rõ ràng con khỉ. Nó toàn là mua phiếu, bởi vì nhóm lợi ích của nó, thằng chính trị gia nào cũng vậy, suốt vận động thì hứa hẹn đủ thứ, mày đi bầu cho tao đi, mai mốt sẽ là toàn là hứa mà, lên rồi thì xong đấy. Nó cũng vì nhóm lợi ích đó thôi, đừng có ngồi đó mà trông mong dân chủ của Mỹ và những cái cách bầu cử của Mỹ là nó thể hiện tính dân chủ. Nó, tôi nói gì, mấy thằng tư bản nó là cái thằng rất là xảo trá và bịp bợm. Nó lừa dân Mỹ rất, nó lừa dân nó rất là hay, bởi vì nó tạo ra công ăn việc làm, nó tạo ra cái đồng tiền nó cho ăn trước trả sau. Bây giờ mày xuống đó mày đi bỏ phiếu thì mày mới có công ăn việc làm, mày không bỏ phiếu mày không có công ăn việc làm. Bây giờ các bạn thấy những người mà theo ủng hộ đảng mà nhóm lợi ích của nó, đi theo sát cánh của nó trong lúc mà đi vận động bầu cử, mấy đứa đó là có chớp hôm hết á. Chứ nói cho anh chuyện các bạn biết, mấy đứa đó mà đi theo lúc nào cũng theo ông Biden hồi lúc mà đi vận động rồi đó, là đứa nào cũng có chớp thơm hết á, đứa nào cũng có chớp ngon hết á. Coi như là ổng mà cầm quyền tới đâu thì cái việc làm của nó sẽ được tới đó. Mà nó trả lương hậu thuẫn lắm. Nó trả lương mèn đất ơi. Nó trả tiền xăng, tiền cộ, tiền ăn, tiền uống, tiền nhà, tiền cửa. Nó trả hậu thuẫn lắm. Đó, tôi làm cho tụi Mỹ tôi biết. Khi mà làm cho chính phủ hay cơ quan của nó, mình làm cái gì mà liên quan tới gọi là business, có nghĩa là công việc á, nó trả sướng lắm. Đi hả? Đi máy bay cũng vậy, ngồi first class không à, business class không à. Tại vì trả chung không ai khóc mà. Chứ các bạn đừng nghĩ rằng cái dân chủ của Mỹ, lá phiếu của nó là thể hiện tính dân chủ, no way. Nó chỉ xảo trá, bịp bợm thôi.
có nhiều người tôi ngồi tôi về tôi ăn uống chia sẻ với một số người dân về, ô họ họ bức xúc về vấn đề pháp luật Việt Nam, bởi vì họ giấy tờ nhà cửa anh chị các bạn biết đó, họ làm việc đó, họ chung chi không được. Họ chung chi mà bây giờ tỉnh nó ra quyết định rồi thì phải chờ thôi, mà họ muốn bây giờ phải đi làm sao cho nhanh cho lẹ, lách không được, họ quay qua họ tức họ chửi. Nếu mà ở quốc gia đa đảng là chuyện này đã làm xong rồi, các bạn thấy không? Họ nghĩ đa đảng là tốt, đa đảng là công việc, là họ có thể loàn lách được. No, đa đảng thì còn chết nữa. Tôi nói chị các bạn biết, vấn đề đa đảng là cái nhóm lợi ích của nó cũng lừa bịp mà thôi. Tại vì ở Việt Nam có một đảng, nhiều khi những cái vấn đề hành chánh nó còn rườm rà, những cái thủ tục nó chưa có được điện tử hóa, và những cách làm việc nó chưa có đồng bộ một cách nhanh nhẹn, cho nên nó bị trì trệ. Mà mọi người dân của mình khi mà làm việc vào trong đó, tôi vào công việc hành chánh, ai cũng đòi mình ưu tiên trước. Tôi ngồi tôi thấy là nó ô đa đảng là việc này đã xong rồi, tôi nói thật là đáng tiếc họ không hiểu các bạn đâu. Họ không hiểu dân chủ là gì, họ không hiểu vấn đề mà bầu cử bỏ phiếu là gì, họ cũng không hiểu đa đảng. Họ nghĩ là đa đảng cũng nó đấu tranh nhau là vì dân nhô quê, mà dân Mỹ nó đối thấy mẹ hơn gần 40 triệu dân Mỹ nó đối mà ra kia mà dân liều mà ngủ xưa tới giờ đang phát cơm cho mày ăn đối thấy mẹ tới chừng mà mất nhà mất cửa thì đi ra đường, các bạn thấy không? Còn trong khi một xã hội, một đất nước Việt Nam như thế này, tôi thấy không, chính phủ Việt Nam bữa hôm qua tôi xin lỗi, tôi cười, tôi về tôi thấy nó vui, nó rất là vui. Tôi tham dự được một cái buổi họp dân phố, tôi mới thấy trời ơi, dân mình cũng tại vì tôi không muốn quay gần quá và quay hết, tôi chỉ quay một ít để phân tích cho một số anh chị em các bạn thấy. Đừng có nghe mấy cái thành phần mà dân chủ cụi, mấy cái đám chống cộng bay ngoài. Các bạn thấy như hàng Akil hôm qua tôi thấy thì nó lên, nó tìm đủ mọi cách. Nó nhìn những cái sơ hở của Việt Nam, mấy cái tụi mà của chế độ cũ, tôi nói là của chế độ cũ, những thành phần mà nó cực đoan. Nó luôn luôn, nó bới lông tìm vết, nó vạch lá tìm sâu. Nó nhìn những cái sơ hở nào đó, những cái tiêu cực nào đó trong một cái cơ chế, bắt đầu nó đánh tâm lý vào cái sự bức xúc của người dân. Ngay cả chuyện tham nhũng cũng vậy nữa. Tham nhũng hiện nay tôi nói với các bạn, Việt Nam đang làm rất là tốt, đang được cả thế giới mà người ta phải khâm phục cái vấn đề tham nhũng. Cho nên mình phải tin tưởng vào những người lãnh đạo ở cấp trên, người ta làm như thế nào, chứ không phải mấy cái thằng lóc cóc len keng như thằng Lê Chí Thành, rồi bây giờ lại có cái thằng ôn dịch Đức Hoàng Anh lên trên mạng rồi bắt đầu chửi đảng. Cũng ngày xưa theo bác và đảng, lúc đất nước khó khăn, các bạn thấy cái thằng đó nó ăn tiền được nhà nước, được đảng cấp tiền cho nó để nó ra nước ngoài, nó du học, nó ăn học, rồi giờ nó quay trở về các bạn. Nó quay trở về bây giờ sao? Nó không có được công ăn việc làm của nó, bởi vì cái thời của nó đã hết rồi. Cái thời của nó đã hết rồi, cái thời vàng son của nó đã hết rồi. Nó không theo kịp những thế hệ trẻ trong nước. Nó quay ra bắt đầu nó lên mạng, nó mượn danh, nó là người yêu nước. Bắt đầu nó soi mói, nó chửi bắt trọng, nó chửi đảng, nó chửi nhà nước, nó xuyên tạc. Các bạn thấy những thành phần này trên mạng tôi gặp mấy chục năm nay rất là nhiều. Nó nhiều lắm nha anh chị các bạn. Hồi lúc mà đất nước còn ở thời bao cấp, một số những thành phần các bạn biết nó tìm đủ mọi cách, nó lòn lách, nó nịnh bợ cấp trên của nó để nó được đi ra nước ngoài, qua Đông Đức, Tây Đức, qua Thiệp đồ đó, để đặng mà nó lao động và nó chỉ gọi là tác nghiệp, xong rồi nó chuôn luôn. Mèn ơi, mấy thằng đó, tôi nói bạn ở mấy cái diễn đàn thao thoát á, chàng ơi, tôi chửi mấy thằng đó coi như là tới bến luôn. Mấy thằng đó tôi khinh bỉ cái đám đó, mấy thằng bao que, mấy thằng mà chống cộng cực đoan, tôi chửi nó vì chưa thì tôi chỉ vui thôi. Tại vì ngày xưa nó cha anh của nó thất bại rồi, những thành phần bại binh bại chiến rồi, cho nên nó hận thì mình chửi lộn với nó. Còn mấy cái thành phần mà các bạn biết ngày xưa theo bác và đảng, ăn tiền rồi đi ra nước ngoài ở cái thời bao cấp, rồi qua rồi xong rồi khi mà cái khối Đông Âu họ giải tỏa, bắt đầu họ không, cái khối Cộng sản Đông Âu họ giải tỏa các bạn, họ giải thể, thì họ bắt đầu họ chuồn đi,
họ chửi lại quê hương ghê lắm. Tôi nói gì các bạn, mấy thành phần đó nó rất là ô nhục, nó ô nhục tại vì gia đình nó cũng là cán bộ nhiều lắm anh chị các bạn. Nhiều khi nhìn mấy thành phần đó phải nói rất là đau lòng. Bởi vì sao này, cái thế hệ đó nó thất bại ở bên nước ngoài rồi nó trở về bắt đầu nó quay và nó soi bói, nó chửi bới quê hương, bắt đầu nó xuyên tạc chính cơ chế. Mấy thành phần này rất là đau lòng, có những tay nằm trong cả bên quân báo nữa. Nhiều khi tôi thấy nó có người ta, anh chị các bạn biết, bởi vì cái đồng tiền vật chất khi họ ra đi khỏi nước ngoài, họ là con cháu, họ lên mạng, các bạn biết họ còn phe họ đó, là họ là con cháu gọi là 5C. Tôi quên cái chữ 5C là gì, con cụ, con cả, con gì đó. Các cái người miền Bắc họ giải thích hay lắm. Con của 5C là có quyền uy lắm. À, bây giờ các bạn biết nó ra nước ngoài xong rồi, nó học mấy cái hư tật xấu, nó trở về với quê hương, nó thất bại. Các bạn nó đâu theo kịp mấy đứa trong nước. Tụi nó đã vượt đi xa cỡ tuổi nó. Mấy đứa nó ở lại, nó chịu khó, nó phấn đấu. Bây giờ nó làm chức to, công việc nó tốt và đời sống nó ổn định. Mới thành đồng này về. Thành phần mà du học hay là thành phần đi tác nghiệp á, ở cái thời bao cấp anh chị bạn, nó về nó tức. Nó tức, nó lên mạng, nó chửi. Có nhiều đứa nó qua tới Mỹ. Nó qua tới Mỹ, nó chửi cái thằng này. Nó có cái nick gọi là game ok. Tôi gặp nó là tôi chửi. Tôi ghét. Ngày xưa theo bác của đảng thì nịnh bợ. Bắt đầu qua Mỹ, bắt đầu vạch áo cho người ta xem lưng. Ôi, nói ra hết, nói cái gì cũng. Mà ngay ngày xưa đó, nó cũng vậy, có hơn gì ai. Bởi vì mấy thành phần này, tôi nói chuyện các bạn lên mạng, nhiều khi nhìn thấy cái con người, những cái con người mà khi họ sống xa tổ quốc mà họ chối bỏ quê hương, họ đem cái xứ sở của người ta thành cái quê hương của họ. Tôi nói thê thảm. Thôi nói tới đây rồi thấy buồn. Thôi mình ngừng like ở đây. Xin chào anh chị các bạn nha. Hẹn gặp anh chị các bạn sau. Bye bye.